Hi, xin chào các bạn và các anh chị đã quay trở lại với kênh. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu lên các bạn các anh chị thêm một món ăn làm từ mắm nữa. Hôm nay mình sẽ làm món bún mắm nha. Thì trước hết ở đây mình làm bún mắm thì mình sẽ sử dụng 400g mắm. Mắm này thì mình sử dụng là mắm vừa mắm cá sặc mà vừa mắm cá linh luôn, thì nó sẽ thơm và nó ngon hơn luôn nha. Thì một loại mắm thì nó không có ngon, nó không có thơm bằng mình kết hợp hai loại mắm lại với nhau. Tiếp theo nữa là mình sử dụng cái nguyên liệu kế tiếp nữa là mình sử dụng mực nè, rồi cá. Cá thì mình có thể là mình sử dụng nhiều loại cá khác nhau ha, thích ăn cá gì thì mình sẽ cho cá đó vào. Ví dụ như mình thích ăn cá điêu hồng thì hôm nay mình sẽ sử dụng cá điêu hồng, còn các anh chị thích ăn cá lóc hay là cá tra thì mình sẽ chọn những cá đó để mình nấu nha. Mình sau khi mình mua cá về thì mình sẽ rửa sạch cá qua cái phần nước chanh để cho cái phần cá này nó được không còn tanh nữa. Và cái thứ hai nữa, mình rửa cái phần chanh này nó có sẽ tác dụng là cái làm cái phần cá của mình nó không còn bị nhớt nha các anh chị. Ngoài cá ra thì hôm nay mình sử dụng thêm cái nguyên liệu là mình sử dụng là tôm và thịt. Thịt thì các bạn các anh chị mình có thể là mình sử dụng cái thịt ba rọi á, hoặc là mình sử dụng cái thịt nạc đùi cũng được. Cái nguyên liệu nữa là mình sử dụng thịt heo quay. Thì đối với bún mắm này thì mình sẽ ăn với cái heo quay thì nó sẽ ngon hơn. Tuy nhiên hôm nay mình đi trễ á, nên mình không có mua được heo quay. Giờ lại cái heo quay lúc hoài nó mình dặn mới có, tại vì giá heo nó cao lắm. Người nào mà chúng ta dặn trước á, rồi người bán người ta mới quay người ta bán, còn nếu không thì giá cao. Nó tầm khoảng là quay xong nó bán khoảng đầy 300 mấy một ký á. Cho nên mình đi trễ nó không còn, mình thay thế nó bằng cái phần thịt này nha. Cái phần thịt đùi. Ngoài cái phần thịt thịt và tôm ra thì ở đây mình sử dụng chả cá. Chả cá này thì rất có nhiều video á, mình có chia sẻ cách làm chả cá rồi á. Bây giờ thì ở đây thì chả cá mình mua về rồi mình sẽ phai với cái thịt phai, rồi mình nêm gia vị vào. Thì cái này thì các anh chị nếu có coi thì mình sẽ coi những video trước của mình á, mình có giới thiệu. Và cái nguyên liệu để mình làm cái phần bún mắm ngày hôm nay nữa là mình sử dụng, ở đây là mình sử dụng một tái khóm nè, tái khóm nhỏ nhỏ thôi, còn nếu tái khóm lớn thì mình sử dụng phân nửa ha. Cà nâu, ớt, sả, tỏi và hành tím. Ớt này thì mình sẽ sử dụng cái loại ớt sừng này để mình làm cái phần chả nha. Và một cái nguyên liệu để mình ăn kèm với cái phần bún mắm ngày hôm nay thì mình sử dụng là cái bông súng nè, bông điên điển, giá, hẹ, rồi rau thơm. Rau thơm thì mình sử dụng quế và cái húng cây, húng nước gì cũng được đó nha các anh chị. Thì mình có thể là húng lủi, mình sử dụng có nhiều loại rau thơm ha. Rồi mình có ăn rau muống hay là bắp chuối gì vào thì mình sẽ cho vào. Thì mình thích cái loại rau nào thì mình sẽ sử dụng cái loại rau đó nha. Hôm nay thì mình thích những cái nguyên liệu này, mình sử dụng cái nguyên liệu này đơn giản thôi. Phần đầu tiên thì mình sẽ đi nấu cái phần mắm này. Sau đó thì mình sẽ cho khoảng là tầm là 700 đến 1 lít nước. Đối với khẩu phần ăn của mình ngày hôm nay thì mình sử dụng 5 phần tô thì mình sẽ sử dụng 1 lít nước. Có nếu anh chị nào mà chúng ta nấu nhiều á, mình có thể là mình tăng cái lượng nước lên nha. Lúc mình nấu mắm thì mình sẽ cho sả vào nè, mình sẽ dùng một cây sả mình đập dập cho để cho sả vào trong cái nồi mắm để cho nó thơm nha. Và ngoài đập dập sả ra thì mình sẽ đập dập khoảng là 1 củ đến 2 củ hành tím này, và mình bỏ ở trong cái phần trong cái nồi mắm để cho nó ra cái chất thơm nè. Và bắt đầu mình sẽ cho vào trong đây. Trong cái nồi mắm này thì mình sẽ nấu cái phần mắm này khoảng là 10 đến 15 phút. Bắt cái lửa cho nó sôi lên rồi mình bắt cái lửa review để mình nấu để cho mắm nó nhừ ra nhé. Và nguyên liệu kế tiếp ở đây thì mình sẽ cắt cái phần hành tỏi nè. Mình sẽ cắt ra, và sả thì mình cũng cắt ra mình bằm nhuyễn luôn ha.
Gốm này thì mình sẽ cắt khúc á. Mình có thể mình bầm nhuyễn hoặc là mình cắt khúc gì cũng được hết luôn nha. Mắm thì phải có khóm vào mình cho nó mới thơm, mới bám cái mùi mắm nha. Thì bắt mình thấy là khi mà mình nấu á, không có khóm á, như vậy lại có khóm thì cái phần khóm này nó sẽ thơm hơn, nó làm phần mắm của mình nó thơm lắm, không có bị tanh nha. Cho nên mình sẽ cắt khúc như thế này, hồi mình đem mình nấu cái phần khóm này cho nó ra nước nè. Còn đối với cái phần ớt này thì mình sẽ gạch và mình bỏ cái phần hộp nha các anh chị. Cái phần củ hộp ớt nè thì mình sẽ lấy bỏ để hồi mình dồn cái phần chả cá vào trong đây á, trong cái này mình dồn cái phần chả cá xong rồi mình sẽ đem đi mình hấp, hoặc là các anh chị là mình có thể là mình đem đi mình chiên luôn, trực tiếp chiên luôn cũng được nha. Chiên đến khi mà cái phần ớt và cái phần cá này, chả cá này nó vàng là được rồi ha. Giờ phần cà tím này á thì mình sẽ không gọt vỏ luôn nha, mình để vỏ luôn nè, rồi mình sẽ sắt ra, sắt khúc thôi. Các bạn có thể là mình sắt khúc dài hoặc khúc khoanh tròn gì cũng được hết. Mình ăn cà tím thì mình sẽ cho cà tím vào, ăn khổ qua thì mình sẽ cho khổ qua vào, và ăn cái phần đậu bắp thì mình sẽ cho đậu bắp vào. Cà tím này mình cắt xong rồi mình sẽ bỏ vào cái một cái tô nước nha, một tô nước muối á, để cho giữ cái phần cà tím này nó không bị thâm nha các anh chị. Nước muối hoặc là nước chanh gì cũng được á. Khi nào mình bỏ vô mình nấu rồi mình vớt ra ha. Trong lúc đó thì mình sẽ cắt luôn cái phần thịt luôn nha. Thịt này thì mình sẽ cắt theo là cái phần thịt mà cái cộng ba vuông á, con cờ vuông mà loại nhỏ nha. Mình sẽ cắt theo cái đó. Mình sẽ cắt con cờ như thế này. Mình cắt xong rồi mình có thể là mình rửa trước rồi mình thái sau cũng được, hoặc là mình thái xong rồi mình đi rửa bằng phần nước chanh á, cho cái phần thịt này nó được sạch luôn cũng được luôn nha các anh chị. Đối với cái phần mực này thì mình sẽ cắt luôn cái khoanh tròn, hoặc là mình có thể là nếu anh chị nào mà chúng ta xiên chút nữa thì mình sẽ để mình tỉa bông á. Giờ thì mình sẽ bắt cái một cái nồi lên, sau đó thì mình sẽ cho dầu vào trong đây. Mình sẽ cháy cái phần hành, cái phần xả này vào luôn nha. Mình cháy cho nó khi cho nó vàng nó thơm luôn ha. Cái phần tỏi này thơm rồi mình sẽ cho cái phần màu mắm để mình nấu ha. Phần thịt này nè, nãy mình cháy phần hành tỏi đâu, mình cháy luôn cái phần thịt này cũng được luôn nha. Hồi nãy mình quên, bây giờ mình sẽ cháy riêng ha. Hồi nãy mình quên rồi mình cháy, mình để ngoài á chưa quán, thì bây giờ mình sẽ cháy hành tỏi riêng rồi mình bỏ vào trong cái nồi nước mắm. Cho khóm vào trong đây nha, cho khóm vào trong đây mình nấu nè, để cho cái khóm này nó ra cái chất á, nó thơm. Hồi nãy mình cho vào trong cái phần nước này là 1 lít nước, bây giờ thì mình sẽ cho thêm vào khoảng 500ml nữa là thành 1 lít rưỡi nha. Và bắt đầu mình nấu cái lửa này, sau khi sôi lên rồi nè, mình nấu cái lửa này rim rim thôi. Rim cái lửa, phần lửa này nó cho nó nấu khoảng tầm khoảng 10 phút nữa cho cái phần khóm này nó gan nó chất nha. Mình bắt cái lửa nhỏ lại rồi nè. Trong lúc mình nấu cái nồi mắm này, mình sẽ đem đi mình chiên cái phần chiên cái phần ớt này. Giờ thì mình sẽ nêm nha.
Trước mắt ở đây tại vì mắm thì nó phải mặn cho nên mình sẽ không chưa có nêm muối mà mình sẽ nêm đường. Mình sẽ cho ở đây khoảng là 1,5 muỗng cơm đường. Ăn bột ngọt thì mình sẽ cho nêm bột ngọt. Mình sẽ cho ở đây 1 muỗng cà phê bột ngọt. Hạt nêm thì ở đây thì mình sẽ cho ở đây là 1 muỗng cà phê hạt nêm trước nhé. Sau đó thì mình sẽ nêm nếm gia vị cho nó vừa ăn. Ở đây của mình nó hơi nhạt á, cho nên mình sẽ cho thêm ở đây 1 muỗng cà phê hạt nêm nữa nha. Tại hồi mình ăn có rau này kia nữa thì mình nêm nó hơi mặn mặn chút xíu. Kiểu như thanh là vừa ăn thì mình nêm thêm 1 muỗng nữa thì nó sẽ hồi có rau vô nó vừa. Rồi bây giờ thì gia vị đã vừa ăn hết rồi. Khi mình nêm rồi mình có thể là bây giờ mình ăn liền thì mình sẽ cho cá vào. Còn nếu chưa ăn liền thì các anh chị mình có thể luộc cá nha. Mình luộc cá trước đi rồi mình vớt ra, mình luộc với cái nước lọc á. Rồi mình vớt ra rồi mình hãy khi nào mình ăn rồi mình hãy cho vào nồi mắm cho nó nóng trở lại. Còn giờ mình sẽ múc lên mình ăn liền nên mình sẽ cho cá vào trong đây luôn. Và mình đợi cho cái phần cá này nó sôi lên rồi mình hãy cho mực và cái phần tôm vào. Tại mực tôm này nó mau chín lắm. Nước đây sôi trở lại rồi nè, vớt cá ra mình cho vào nha. Cà này nếu ăn thích ăn chín mềm thì mình sẽ nấu khoảng là cho nó sôi lên khoảng là 3-4 phút, còn nếu không thì mình nấu tầm muốn ăn cứng cứng hết cái cà này á, tại vì cà non nè, mình có thể là mình để cho nó sôi rồi mình tắt bếp cũng được nha. Bỏ cà sôi trở lại mình sẽ cho phần mực và tôm vào. Chín đó các anh chị. Bây giờ chị mình sẽ chỉ cần cho nó sôi trở lại tầm khoảng 1-2 phút rồi mình sẽ tắt bếp luôn. Đây đợi sôi trở lên là lại tầm 1-2 phút mình sẽ vớt cái bọt này mình bỏ bớt nha. Bọt nè. Tục mình sẽ cho ớt vào ha, cái ớt vào trong đây nè. Sau đó thì mình sẽ cho chan cái phần nước mắm này vào nhé. Bún này thì các anh chị, các bạn mình cho trụng nước sôi trước nha, trụng nước sôi cho nó đừng có bị hôi á. Rồi nè các bạn các anh chị, như thế là mình đã làm xong cái phần bún mắm ngày hôm nay rồi đó các bạn các anh chị. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn các anh chị trong những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.